để chuẩn bị đăng cai cụm thi số 5 hội thi vòng loại thể thao nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ toàn quốc lần thứ 2. Thời gian qua, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai luyện tập và thực hiện nhiều phần việc. Đây là một trong những hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân. Cụm thi số 5 của hội thi vòng loại thể thao nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ toàn quốc lần thứ 2 gồm Công an 5 tỉnh Tây Nguyên và Công an các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước do Công an tỉnh Đắk Lắk đăng cai. Đội tuyển của Công an tỉnh Đắk Lắk tham gia đầy đủ 4 môn thi gồm thi 100m vượt chướng ngại vật, cứu nạn cứu hộ trong môi trường có khói, khí độc, cứu nạn cứu hộ trong môi trường nước và môi trường bơi cứu nạn cứu hộ. Đây là dịp để cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nâng cao thể lực, trình độ, bản lĩnh và kỹ năng chiến thuật cứu nạn cứu hộ, phục vụ cho công tác chiến đấu lâu dài. Được sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh cũng như là lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tuyển chọn 12 đồng chí là có sức khỏe tốt nhất, kỹ thuật và đáp ứng được yêu cầu của ban huấn luyện đề ra để thực hiện các nội dung của hội thi. Đến thời điểm hiện tại, bây giờ là đã gần 3 tháng, các vận động viên đã vượt nắng, thắng mưa, tập bất kể là những ngày lễ cũng như là thứ bảy, chủ nhật là đều tập luyện với tinh thần là tích cực, hăng say tập luyện để tham gia thi đấu có một kết quả tốt nhất trong cái hội thi sắp tới đây. Thông qua tham gia hội thi này thì những đồng chí được tuyển chọn và tập luyện ngày hôm nay thì nó là những đồng chí nòng cốt sau này về các đơn vị sẽ tổ chức tập huấn tập luyện cho những cán bộ chiến sĩ ở đơn vị sẽ nâng cao được cái khả năng đáp ứng được cái nhu cầu cứu nạn cứu hộ trong cái tình hình hiện nay. Để đảm bảo đăng cai thành công cụm thi số 5 và đạt kết quả cao trong hội thi lần này, thời gian qua, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tích cực chuẩn bị nhiều phần việc và tổ chức cho đội tuyển tập luyện thuần thục 4 nội dung thi. Ngày đến sẵn sàng.